mãe. Đây làm gì hả? Anh đã bảo là quên anh đi cơ mà. Ở bên nhau thêm nữa đi. Một ngày thôi. Em muốn một ngày làm người yêu anh thật sự. Trong suốt 3 tháng qua, anh chưa bao giờ hôn em mà. Giận anh à? Đừng giận anh. Anh sẽ cho em một ngày. Ngày kia chúng ta chia tay. Sky, my